Xin chào ông và tôi đây. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm của Fuji được xuất hiện trên channel của Nói Việt Nam. Và ngay lần đầu tiên này là chính là chiếc flagship X1. Không có sự tài trợ nào đây cả, chỉ có lời cảm ơn anh Phạm Minh Toàn đã cho mượn chiếc máy này, mặc dù anh rất cần nó đi trùng rồi. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên là về bề ngoài thì đây là một chiếc máy ảnh mà có thiết kế nó khá là vững chãi ấy, với grip sâu hơn, cho cảm giác đang cầm như một chiếc DSLR, nhưng mà nó lại là phiên bản mirrorless. Và đặc biệt nữa là với cái phần ở phía trên này, các bạn nhìn thấy cái màn hình này, thì mình có cảm giác đây như kiểu một chiếc GFX và chiếc XT2 sau một đêm nóng bỏng nó ra như thế này. Bố trí các bánh xe thì nó vẫn như vậy, nó gần giống với XT2, nhưng mà lại thiếu mất một cái quan trọng nhất, đấy chính là bánh xe bù sáng. Bạn có hoàn toàn có thể bấm cái nút bù sáng góc này này và bắt đầu xoay. Nói chung là bánh xe bù sáng với mình thì có vẻ là cần thiết hơn. Ngoài ra thì nó không khác nhiều với XT2 vì có các cái phím bánh xe phía trước, bánh xe phía sau, thêm được một nút AL với AF on. Đối với những người chưa sử dụng Fuji bao giờ thì sẽ thấy những cái bánh xe ở phía trên, ví dụ như là bánh xe tốc này hoặc là bánh xe ISO. Nói chung là mình tạo cho mình cảm giác nó hơi có chút gì hơi thừa thãi ban đầu. Tuy nhiên là sau khi nhìn lại thì nó lại cho cái dáng vẻ rất là hoài cổ. Thì đây cũng là một trong những điểm mình khá là thích. Tiếp theo thì nó chính là cái phần mà phím bấm. Mình không hiểu tại sao Fuji lại ra cái phím bấm kiểu lúc mà chụp ấy nó như thế này, bởi vì là mình vừa là gần đây mình có mua một chiếc XT2 thì cái phím bấm nó cho mình cảm giác rất tốt, nhưng mà một cái phím bấm trông rất là buồn cười. Nghe nói hôm trước mình hôm qua mình có xem một cái review thì bảo là cái phím bấm này nếu mà bạn muốn bạn có thể gửi đến Fuji để chỉnh lại cái độ gọi là độ nảy của nó. Đằng sau là một cái màn hình 3 inch khá là to và lật lên được như thế này, và đặc biệt là vẫn giống XT2, nó có cái khớp lật rất là buồn cười như thế này. Nói chung là đây mình không phải là fan của chiếc màn hình kiểu như này, lật lên lật kiểu như thế này thì nó khá là giống các chiếc máy như là Sony A65, nhưng mà cái lật như thế này chắc là chỉ có mỗi Fuji có thôi. Chiếc viewfinder này khá là to, theo mình nhìn thấy thì nó to hơn chiếc XT2 và nó cũng phần nhô ra nó cũng nhiều hơn nữa. Một vài điểm nhỏ ngoại hình khác mình thấy khá là thích đấy chính là các cái nút bấm, nói chung nó khá là nảy, một cái joystick để dễ chỉnh các điểm lấy nét hơn. Bên hông này thì là cổng kết nối, gồm có một cổng jack microphone này, một cái cổng USB 3.0 này, một cổng sạc, một cổng này thì mình không nhớ là cổng gì. Ở bên hông thì là hai khe thẻ nhớ SD, đặc biệt là hai khe thẻ này đều là hai khe thẻ UHF-II. Thì đây là một trong những điểm rất là tiến bộ của chiếc Fujifilm này, bởi vì với tốc độ chụp lên khoảng 11 hình trên giây hay là 14 hình nhỉ, khi mà cắm grip vào thì việc có hai khe thẻ nhớ này sẽ giúp buffer rất là tốt. Còn đặc biệt là nếu mà so với một flagship của hãng khác thì nó có hai khe thẻ nhưng mà chỉ có một khe thẻ USB-II thôi, nó khá là khó hiểu. Trong khi Fujifilm X1 thì cho hai khe thẻ rất là phù hợp. Đây là một điểm cộng. Có một số điểm nhỏ nhỏ mà trên chiếc máy này mình thấy là nói chung là khá là cầu kỳ, đấy chính là cái việc nút bù sáng được làm vát theo cái góc cạnh này luôn. Tiếp theo thì nút Q được đặt trên đúng cái phần cầm. Tiếp theo là phần vát nhỏ nhỏ ở góc này. Đây là những cái điểm rất là nhỏ nhưng mà mình cảm thấy đấy là sự cầu kỳ trong một thiết kế của chiếc Fuji X1 này. Tựa chung lại với bề ngoài thì mình thích nhất hai điểm, một là form cầm máy rất chắc chắn, thứ hai chính là chiếc màn hình ở trên này trông nó có gì đấy rất là hiện đại, trẻ trung á. Còn sức mạnh của X1 thì phải nói đến hai yếu tố, một là chụp ảnh, hai là quay phim. Thì đầu tiên là chụp ảnh, nó khá là giống XT2, cùng với số megapixel là 24 chấm rồi cùng khả năng chụp ảnh liên tiếp từ 14 hình với màn chập điện tử và 8 hình với màn chập cơ học. Thì tức là cả hai máy đều có thông số gần giống như nhau. Bây giờ chúng ta xem thử một chút về khả năng thử nhiễu của X1 nhé. Đây là một vài hình ảnh đến từ Fuji X1. Ở ISO 800 thì hình ảnh rất đẹp và chẳng có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiếp đến với những bước cao hơn, ví dụ như là 3200 hoặc là 6400. Ở đây thì mình nhìn thấy 6400 của X1 vẫn dùng khá là tốt. Ở 12800 thì nhiễu xuất hiện nhiều hơn và có vẻ nó khá rõ ràng. Nhìn chung thì khả năng xử lý nhiễu của X1 là khá ấn tượng. Và chúng ta có thể nhìn lại bức ảnh này ở 6400. Đây là khi mình zoom lên 100% thì nhiễu trông khá là dễ chịu. Nói chung mình khá là hài lòng với khả năng xử lý nhiễu của X1. Tuy nhiên có những điểm khác biệt so với XT2, đó chính là chiếc màn hình cảm ứng này. Thì màn hình cảm ứng này đối với mình thì nó hơi lag một chút, nó cũng không được quá là nhạy đâu. Nói chung là các bạn nhớ lại hình ảnh này không? Tuy nhiên cái màn hình cảm ứng này khi mà xem ảnh thì lại rất là mượt, rất đặc biệt là như vậy. Màn hình cảm ứng này khi mà xem ảnh thì lại cực kỳ mượt, đối với mình thì nó rất là mượt, rất là đẹp giống điện thoại. Và một điểm trừ nữa là chính là màn hình cảm ứng này cũng không dùng được trong menu. Một điểm cải tiến khác đấy chính là khả năng chống rung 50 trên chiếc máy ảnh này. Thì chống rung 50 nó có lợi cho cả quay phim và chụp ảnh. Đối với người chụp ảnh thì nếu mình nhớ không nhầm là với cái ống 16.4 mình đang cầm trên tay, nó khả năng chống rung đến 5 f-stop. Tiếp theo vẫn là một điểm mà có lợi cho cả quay phim và chụp ảnh, đó chính là có thêm một cái giả lập màu phim, đó là Eterna. Thì cái này sẽ cho một cái màu nó rất là nhẹ nhàng, trông nó kiểu ít saturation,
chúng đã rất là phù hợp với việc nếu mà chúng ta muốn điều chỉnh màu mè hơn một chút nữa. Nếu bạn không thích là thích những màu phim của Fuji mà bạn muốn điều chỉnh thêm một chút thì chụp với màu phim Eterna là khá là phù hợp. Với những nhiều cải tiến khác đấy chính là cái màn hình EVF này nó có độ trung thực màu cao hơn rất nhiều. Nếu mình nhớ không nhầm, hôm qua mình vừa đặt hình như là 3.6 triệu màu, còn với trước đó XT2 hình như là 2.36 được 2.36 triệu. Nói về tốc độ bắt nét thì mình nghĩ là nó không khác nhiều với XT2, tuy nhiên là X1 đang được cải tiến rất nhiều về khả năng bắt nét theo chủ thể. Các khi mình check trên gương mặt thì nó khá là ổn, mình thấy là nó bắt nét theo mặt rất tốt. Theo mình được biết thì chiếc XT2 nó đang rơi vào khoảng 30 triệu, còn chiếc XH1 này là khoảng 45 triệu, tức là nó chênh gấp rưỡi tiền. Thế điều gì tạo nên sự khác biệt khi mà phần chụp nó giống nhau? Đấy chính là phần quay video. Ở phần quay phim thì rõ ràng là XT2 đang có một phần lép về với X1 bởi vì là khả năng chống rung, đây là một trong khả năng rất quan trọng của chiếc X1 này. Thế với mình khi mình quay, mình cảm giác là với mình thì cái nếu mà mình đi ngoài đường thì nó cũng không có gì khó khăn lắm khi mà chuyện handheld như thế này, chống rung rất là tốt. Tiếp nữa và cũng là quan trọng nhất đấy chính là chất lượng file. Thì ở trong X1 bây giờ nó đang có khả năng quay 4K 30 frame và số megabits lên đến 200. Thì cái khi mà số lượng lên 200 tức là nó rất là cao và cho chất lượng cái file video của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với XT2 thì như chỉ khoảng 100 thôi. Ngoài khả năng quay 4K với độ phân giải 200 megabits với chất lượng ảnh rất là cao thì việc mà quay 120 frame ở độ phân giải Full HD cũng đã giúp cho bạn có những thước phim mà slow motion nó vô cùng là mượt mà. Ví dụ là sau đây. Một phần nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là quan trọng đấy, khả năng kết nối wifi. Thì ở trong menu này của XH1 thì thật ra là mình cũng không thích cái menu của dòng Fuji lắm vì nó cũng hơi rắc rối, với mình thì nó hơi rắc rối và cái khả năng chia tab chưa tốt lắm. Tuy nhiên là mình vẫn tìm được ngay cái mục gọi là wireless setting. Một cái điểm trừ nữa của Fuji đến này, cái app của nó trông rất là, cái tên nó rất là buồn cười. Đấy là cái gì? Fuji Remote Control. Cái nghe tên nó như kiểu là chỉ là chụp ảnh chứ không phải là chuyển ảnh. Trên đây là một vài trải nghiệm nhanh của Nam Việt Nam về chiếc máy X1 này, bởi vì thời gian thực sự thì cầm chiếc máy này chỉ khoảng 2-3 ngày thôi nên là cũng không có nhiều mà lại không vào đúng cái đợt mà có thể gọi là ra đường được, trời nắng rất là nóng. Thế là hy vọng thời gian sau thì các anh Fujifilm có thể gửi cho bọn mình cầm nó khoảng lâu hơn, ví dụ khoảng 2-3 tuần chẳng hạn, thì sẽ có nhiều cơ hội chụp ảnh trải nghiệm kỹ càng hơn về sản phẩm này. Ok, hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.